Ăn gì em? Ăn này nha. Thôi em không ăn. Hay món này. Dạ ăn. À ăn đi. Nha. Ăn đi xíu anh đi dẫn đi siêu thị ha. À cho em món bò lúc lắc với món cơm chiên châu nha. Giờ anh chị uống nước gì vậy? À uống gì em? Dạ, Pepsi. Sao uống nước ngọt nè. À giờ em 2 ly Pepsi nha anh. Em ăn cái gì em? Giờ em không có đói. Ăn cơm nha. Thôi em ăn cơm đâu. Giờ em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn phở. Em ơi. Em ơi. Dạ, hai anh đang gì vậy? Anh đây có phở không anh? Dạ, anh đây không có phở. Em ăn cái này nha. Không ăn cái này đâu. Thật là anh sao đi. Món này sao? Thôi, ăn nuôi đi. Vậy nha. Nhờ cho em 2 phần nuôi. Vậy hay em dùng nước gì? Em muốn nước gì? Em muốn gì cũng được. Đây có sinh tố không anh? Có em. Em muốn sinh tố nha. Ngại quá, cái gì cũng được. Anh, cho em 2 ly hộp é nha. À rồi. Mày nhìn cái gì? Ý chụp hình đăng Facebook anh ơi. Chưa có mày sao? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Tại sao nhanh chóng có chế? Chở tôi khổ quá mà. Xíu giờ biết tay tôi nha chưa? Anh đây mày năm xị nè. Anh cho em hả anh? Vậy mày cầm năm xị này đi. Chút xíu mày đi ngang mày cho bao làm gớp. Để tao á, lận làm người tốt với bạn gái tao. Rồi, ok. Em ăn gì chưa? Em ăn lâu rồi. Sao hôm nay đến trễ vậy? À cũng xa. Ê anh Dĩnh ơi, cứ tiền kìa. Tiền của anh nè. Ê cảm ơn nha, đẹp trai bụng tốt. Ủa em, điện thoại anh đâu rồi? Ủa em đâu có biết đâu. Ủa, xe tôi đâu rồi? Ha ha ha!